Rồi, xin chào tất cả các anh chị. Sau một thời gian tìm hiểu và thực hành thì hôm nay Sáp sẽ chia sẻ một trong những cái biện pháp đơn giản để các anh chị có thể báo cáo video của các anh chị hoặc là của người thân các anh chị để cho YouTube có thể gỡ, xóa hoặc đóng kênh. Thì có hai cái, là một là các anh chị có thể là báo cáo video, hai là các anh chị có thể báo cáo kênh. Thì cá nhân Sáp lựa chọn đó là báo cáo kênh. Việc đầu tiên các anh chị cần đó là các anh chị cần phải là người chính chủ để báo cáo cái video đó. Ví dụ là của anh Nguyễn Văn A thì các anh chị nên sử dụng email hoặc là kênh YouTube của anh Nguyễn Văn A. Thì cái này các anh chị có thể lập một cái kênh mới hoặc là sử dụng chính cái email và cái kênh các anh chị đang có để báo cáo thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Và chính chủ như vậy thì các anh chị sẽ dễ dàng để YouTube người ta tiếp nhận và xử lý các cái đơn khiếu nại của anh chị một cách nhanh hơn. Ở đây thì Sáp sẽ lấy ví dụ của tài khoản của một thành viên nhóm chủ tịch để giúp các anh chị có thể hình dung được cái việc để chúng ta sẽ báo cáo cái video đó theo trình tự, đúng không ạ? Để các anh chị có thể hình dung được một cách nó dễ dàng. Ví dụ ở đây Sáp sẽ đến các anh chị một cái video mà chúng ta phát hiện được. Ví dụ đây là cái video của một bạn là do tại sao anh nói vậy? Đúng không ạ? Của một thành viên nhóm chủ tịch, thì chúng ta sẽ đến cái kênh đó, chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng kênh này. Được chưa? Ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào phần giới thiệu. Tại đây thì nó hiện lên một cái cờ. Thì các anh chị hãy bấm vào cái cờ đó. Bấm vào cái cờ này. Các anh chị nhá, anh chị bấm vào cái cờ này. Rồi, các anh chị sẽ hướng đến cái mục thứ tư, đó là báo cáo người dùng. Các anh chị bấm vào đó. Thì ở đây nó có tất cả các phần này: quấy rối và bắt nạt, quyền riêng tư, mạo danh, đe dọa, bạo lực, gây nguy hiểm, vân vân. Các anh chị không để ý đến những cái này, các anh chị bấm vào cái phần quyền riêng tư. Các anh chị bấm vào đó. Sau đó các anh chị bấm tiếp tục thì nó sẽ hiện ra các anh chị cái quy trình khiếu nại về quyền riêng tư. Thì các anh chị có thể đọc qua hoặc là các anh chị không cần phải đọc đâu. Các anh chị next luôn đến phần tiếp tục. Ở đây á thì người ta sẽ nói là quy trình khiếu nại về quyền riêng tư thì có phải bạn đang bị quấy rối không? Thì các bạn là tôi muốn khiếu nại về quyền riêng tư, các anh chị ấn vào tôi muốn gửi đơn khiếu nại về quyền riêng tư. Đó, thì ở đây nó sẽ hiện lên một vài cái thông tin các anh chị có đọc qua nhá. Anh chị ấn vào tiếp tục. Đó, thì các anh chị bấm vào là tôi đã xem nguyên tắc cộng đồng. Vì cái này các anh chị là chính chủ, các anh chị sẽ làm cái việc đó. Được chưa? Sau đó các anh chị bấm tiếp tục cho đến phần 6.6. Đó, thì ở đây là các anh chị sẽ ghi vào cái phần hình ảnh hoặc tên đầy đủ của bạn. Thì các anh chị bấm vào đây, nó hiện ra một cái lá đơn như này. Thì tại cái trường này đấy, các anh chị sẽ cần phải ghi đầy đủ các thông tin. Ví dụ tên hợp pháp của bạn là, ví dụ tên các anh chị là gì, các anh chị sẽ ghi đầy đủ tên vào đó. À, theo cái đăng ký email của các anh chị hoặc là kênh YouTube của các anh chị. À, thì tên hợp pháp ở đây là cái tên mà các anh chị đăng ký hợp pháp ở trên cái thẻ căn cước công dân, trên chứng minh thư nhân dân. Đó, hoặc là trên cái tên email hoặc là kênh của anh chị đang sở hữu. Thứ hai nữa, địa chỉ email của các anh chị. Đó, vui lòng cung cấp cái URL của cái kênh mà các anh chị cho rằng họ đang tiết lộ thông tin các anh chị. Đó, thì đây ví dụ là cái kênh này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lấy cái kênh này. Đó, chúng ta sẽ bấm vào trang chủ, được chưa? Đó, bấm trang chủ của kênh này. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta lấy toàn bộ cái đường link như này, chúng ta copy. Đó, chúng ta bấm vào đây, đưa như này, chúng ta dán cái đường link này vào. Đó, tiếp đến là cái đường dẫn của cái video, cái video mà kênh này đang đăng có liên quan đến anh chị. Thì anh chị có thể vào đây, được chưa? Anh chị chọn các cái video có liên quan. À, thì ở đây có bao nhiêu video các anh chị đều có thể đưa vào hết. Thì đây là một cái video như này. Thì các anh chị mở lên như này xong, các anh chị sẽ lấy cái đường link này, các anh chị gắn vào. Gắn vào đây. Đó. Thì nó sẽ có nhiều đường link. Thì ở đây ghi rất rõ này: vui lòng thêm tất cả các cái URL vào cùng một báo cáo và phân tách các URL bằng dấu cách. Tức là chúng ta sẽ ấn dấu cách như này để cách ra cái URL tiếp theo của cái video thứ hai
trong cái kênh này có vi phạm. Đó, anh chị phải nhớ là video nào là 1, video nào là 2. Anh chị cho video nào trước, video nào sau, để tí nữa trong trình tự về báo cáo phần sau nó liên quan đến thời gian xuất hiện trong video đó để anh chị còn báo cáo. Được chưa? Đó, thì cái video thứ hai là video này. Được chưa? Đó, thì anh chị sẽ lấy tiếp cái đường dẫn của video này. Các anh chị đưa vào. Đó. Thì mình đã có dấu cách ở đây rồi. Mình sẽ bấm vào đây. Đó, các anh chị dán tiếp. Được chưa? Thì như này là anh chị sẽ thấy là sẽ có hai cái đường link. Hai cái đường link đi cùng với nhau ở đây. Đó, sẽ có hai cái đường link như này. Để anh chị thấy rằng là à, mình đã đưa vào đây là hai cái đường link rồi. Hai cái đường link để YouTube nó sẽ xử lý cái việc này cho các anh chị. Sau đó thì các anh chị chọn tiếp bên dưới là các cái mục này. Ví dụ nội dung có hình ảnh của tôi, nội dung có tên hợp pháp đầy đủ của tôi, nội dung có giọng nói của tôi, đúng không ạ? Rồi các anh chị có thể ghi thêm các cái khác ở đây. Đây là nội dung tôi chia sẻ với tư cách khách mời. Gì đấy? Đó. Rồi vui lòng chỉ rõ nội dung nghi vấn xuất hiện trong video. Nếu các anh chị là người chia sẻ toàn bộ các cái nội dung này hoặc xuất hiện trong video này, các anh chị ghi là trong video. Đó. Thì thời gian xuất hiện ở đây của cái video đầu tiên, các anh chị hình dung là các anh chị sẽ bấm lại, là cái video đầu tiên á, thì các anh chị xuất hiện trong bao nhiêu phút. Nếu mở ra một cái thì các anh chị bấm vào đây từ đầu là 00 thì đã có hình ảnh của anh chị xuất hiện ở góc này rồi. Đó, thì các anh chị bấm xem là từ 00 luôn cho đến 39.37, đúng không ạ? Đó, thì nếu mà ví dụ như cái đoạn đầu có đoạn giới thiệu mà nó chiếm 7 giây chẳng hạn, thì cái thời gian còn lại sẽ là 39 phút 30 giây. Còn nếu mà cái thời gian giới thiệu đầu là 5 giây thì tổng cái video anh chị xuất hiện sẽ là 39.37. Các anh chị quay về đoạn cuối cùng này, nếu đoạn cuối cùng này đó là cái đoạn 37 giây này, 39 giây 37 này mà có tên đầy đủ hết cả của anh chị thì anh sẽ là 39 giây 37 xuất hiện. Đó, thì anh chị chỉ cần ghi như này. Đó, các anh chị sẽ ghi video 1 ở đây, các anh chị không cần ghi video 1, anh chị ghi là 39.37, tức là gì? Trọn vẹn cái video này các anh chị xuất hiện ở 39 phút 37 giây. Ở cái video thứ hai các anh chị sẽ xem là xuất hiện bao nhiêu giây. Được chưa? Đó, cái này là 30. Thì ngay ở phút đầu tiên anh chị đã xuất hiện rồi, thì là 32 phút 31 giây. Anh chị sẽ ghi là 32 phút chấm 31. Như vậy là cái thời gian của các video các anh chị đã định dạng xong. Đó. Ở đây đã hỏi tiếp là có phải nội dung này sao chép từ kênh hay video của bạn không? Thì các anh chị chỉ cần nói rằng là cái nội dung này nó không phải sao chép từ video của các anh chị, mà đây là nó đang độc lập chẳng hạn. Hoặc là nếu các anh chị kênh các anh chị đã có cái video rồi mà người ta sao chép lại thì anh chị nó có, còn nếu không thì anh chị nó không. Thì trong nhiều trường hợp các anh chị có thể quyền lựa chọn có là sao chép từ kênh, hoặc là các anh chị đã có một cái video nào đó thì có phải chép từ video của anh chị không, thì anh chị không. Đó. Thì các anh chị có thể thêm là tôi là người giám hộ hợp pháp. Đó. Hoặc một người phụ thuộc trong video. Đó. Thì các anh chị có thể chọn cái này hoặc không chọn cái này. Đó. Ví dụ thông tin cung cấp bổ sung. Đó. Thì các anh chị có thể ghi ở này, đúng không ạ? Để phân biệt với những người khác ở trong này thì là các anh chị chỉ cần ghi rất là rõ ràng là tôi là người nói ở trong cái video này, tôi là người nói chính ở trong toàn bộ cái video này, tôi tại một buổi chia sẻ nào đấy và vì lý do nào đó thì người kia đã quay trở lại, đúng không ạ? Còn nếu anh chị xuất hiện cùng với nhiều người khác thì các anh chị phải phân biệt được là màu áo của anh chị là gì, đúng không ạ? Đó, thì các anh chị cần ghi rất là rõ rồi đây. Thì đây tôi sẽ ghi một cái lý do.
Sau khi hoàn thành xong thì các anh chị ấn vào chữ gửi là kết thúc quá trình. Đó, sau khi chúng ta thực hiện các thao tác, chúng ta gửi email đi thì YouTube sẽ gửi lại cho anh chị một cái thông báo như này, đúng không ạ? Email của anh chị đã được gửi đi. Đó, và khi các anh chị gửi đi như này thì lập tức á thì YouTube nó sẽ gửi đến cho các anh chị một cái email để phản hồi lại các cái thông tin các anh chị đã gửi đi. Đó, ví dụ ở đây là nó sẽ gửi đó một cái email như này. Đó, anh chị thấy chưa? Đó, thì họ sẽ xử lý cái video này của các anh chị đó, trong thời gian 48 tiếng. Và người ta đầu tiên người ta sẽ yêu cầu cái người tải lên đó, xóa video. Đó, nếu người kia không làm thực hiện điều đó thì YouTube sẽ gửi đến cái bộ phận hỗ trợ, và bộ phận hỗ trợ của YouTube nó sẽ thực hiện cái việc điều tra các cái hình ảnh, các cái nội dung liên quan đến khiếu nại của các anh chị. Nếu đúng thì YouTube sẽ lập tức xóa đi các cái video của các anh chị. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây rất là rõ ràng, đúng không ạ? Đó, thì ở đây nó mới hiện ra một cái video thôi. Đó, là chia sẻ về dinh dưỡng thôi. Đó, thì tức là gì, nó sẽ phải gửi cho chúng ta phải gửi thêm một cái đường link nữa. Đó, đấy là một vài cái chia sẻ. Đó, kết quả như nào thì sẽ cập nhật sau cho các anh chị, nhưng đấy là một trong những cách mà giải quyết nó khá là hiệu quả. Và lưu ý cái trường hợp này ấy, là phải làm trực tiếp từ email chính chủ. Đó, của các anh chị có video, ví dụ của bác sĩ Hương Giang, của bác sĩ Như, hay là của Chủ tịch Hiền, hay là Chủ tịch Cường, hay là của Mưu Tim Huyền, vân vân, các anh chị sẽ phải làm trực tiếp từ email của các anh chị. Hoặc là cách thứ hai là các anh chị có thể nhờ một người có kỹ thuật về máy tính tốt, hiểu về mạng xã hội, có thể là lập một cái email bằng tên các anh chị, số điện thoại của các anh chị, đầy đủ các cái thông tin, lập một kênh YouTube tương ứng như vậy. Sau đó các anh chị lên báo cáo, và nhớ là đặt hình của các anh chị ở cái hình đại diện cho kênh YouTube mới các anh chị cũng bằng hình của các anh chị luôn, để chúng ta dễ dàng cho việc báo cáo. Chúc các anh chị thành công.